ban tổ chức đã trao giải cho 16 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có 2 giải phụ dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em nhỏ vô cùng tự hào khi nhận được giải thưởng bằng chính sự hiểu biết của mình về luật giao thông đường bộ. Năm nay con 6 tuổi, con muốn tham gia cuộc thi này là để con có nhiều kiến thức về giao thông hơn, muốn nhắc nhở bố mẹ con về kiến thức giao thông. Sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi giao thông thông minh đã thu hút gần 700.000 học sinh của 63 tỉnh thành từ 29.300 trường học trên khắp cả nước. Với thiết kế khá bắt mắt, sử dụng hình thức thi trắc nghiệm, tương tác bằng nhiều phương thức, các nội dung cơ bản về luật giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhận biết và xử lý các tình huống giao thông được truyền tải đến các em học sinh khá tự nhiên và hấp dẫn. Thông qua những hình ảnh, những cái clip về cái an toàn giao thông, về kết cấu hạ tầng giao thông, về luật giao thông thì sẽ giúp cho các em hiểu biết dễ hơn, hấp dẫn các em hơn. Và cái việc thi thì trắc nghiệm trên internet thì cũng được đông đảo và các em học sinh tham gia một cách thuận tiện. Giao thông thông minh là cuộc thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông trên internet và được coi là một trong những bước đột phá lớn góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho đối tượng học sinh Việt Nam. Do đó, ban tổ chức hy vọng cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tới đối tượng học sinh sinh viên nói riêng và cả cộng đồng nói chung.